Kính thưa quý vị, liên tục chương trình đến bài Phòng Vắng Đêm Khuya. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán đêm 25 tháng 8 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Dần thời luân chuyển đưa ta tới, tới chúng nhà thương dưỡng bình điên. Lắc lẻo qua công bài tấn kịch, chia xa bốn đạo xuất cứ mộng phiền. Phòng vắng đêm khuya lặng tiếng người, tâm thần phượng phất cảnh vui tươi. Ước mơ thế giới lân hòa hào, nhà Phật con tiếng hé miệng cười. Lạnh lùng mây bạc bị luồng giông, cũng bởi quá yêu giống lạc hồng. Cái đắng xiêm dèm thân lão chiều miệng đời thành trì hết cuồng ngông. Ta bước bước đường gặp nẻo chông, mà không nản chi giới nào lòng. Dắt diệu những loại câu quyền bí, bùa đức dài đời ràng á đông. Nam mô A Di Đà Phật.